hóa thân thành quý cô Hà Thành duyên dáng, thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần cuốn hút cùng với thiết kế áo dài mới nhất đến từ Melia Luxury. Với thiết kế lần này thì dòng chất liệu vải tech mềm một lần nữa lại biết cách để có thể chiếm trọn trái tim và cảm tình của phái đẹp bằng sự mềm mại, dễ chịu, thoải mái. Với phiên bản áo dài thì ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy chính là cách mà các nhà thiết kế đã lựa chọn một tông màu rất đẹp, đấy chính là gam màu xanh lá hot trend, càng làm tôn lên tông da trắng mịn. Phần thân trên được nhấn nhá cách điệu với phiên bản cổ V đầy nữ tính, kết hợp cùng với tay choàng không kém phần quyền lực, và đặc biệt cách mà các nhà thiết kế đã khiến cho sản phẩm áo dài này trở nên đẳng cấp hơn bằng cách là họ đã tạo ra một viền ngọc trai đầy lấp lánh để các quý cô có thể tự tin tỏa sáng trong những sự kiện hay trong những buổi event cuối năm chẳng hạn. Điểm nhấn đắt giá tiếp theo nữa đấy chính là các nhà thiết kế đã dành ra hàng nhiều giờ đồng hồ để tạo ra một bông hoa bản cuốn 3D hết sức ấn tượng như thế này. Hai cách thức mua hàng quen thuộc đến từ Melia, các quý cô có thể được kiểm tra hàng free ship toàn quốc nếu như đặt hàng online, còn nếu như có thời gian thì hãy ghé showroom để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.